không làm mà đòi có ăn. Ngày xưa, có một con quạ rất thích những đồ vật sáng lấp lánh. Từ những mảnh thủy tinh vỡ đến vàng bạc, hễ bắt gặp là nó đều tha về tổ. Một hôm, quạ bay vào cung vua và lạc đến căn phòng của công chúa. Bắt lấy con quạ, bắt lấy con quạ, nhanh lên, bắt lấy kẻ trộm mau. Đây, ông biết tin gì chưa? Công chúa mất chiếc vòng nam ngọc quý. Nhà vua ban lệnh sẽ trọng thưởng 1.000 lạng bạc cho ai tìm được chiếc vòng đấy. Ôi dạo ơi, thưởng nhiều như vậy nhưng đâu dễ gì tìm được. Nghe nói bị con quạ trộm mất, biết nó ở đâu mà tìm. Trời ơi là trời, trưa rồi mà mình vẫn chưa dậy nữa hả? Một mình tôi đi cuốc hết mảnh vườn về rồi đây này. Trời ơi, mình cào nhào ít thôi, nhà ta sắp đổi đời rồi. Nằm dài ở đấy thì đổi đời làm sao? Mình vào bếp mà xem gạo hết nhẵn rồi này. Hay, đợi đấy, tôi sẽ tìm được chiếc vòng quý của công chúa thì 1.000 lạng bạc đủ mình sống trong sung sướng cả đời rồi. Gớm, đi làm cực lực tối ngày còn chẳng đủ ăn, tưởng kiếm tiền dễ lắm hay sao? Mình lo mà chăm chỉ cùng tôi làm ăn đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Không, có làm cả đời cũng vẫn nghèo cả thôi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm chiếc vòng. Đi mấy ngày trời rồi mà vẫn không có tung tích gì của con quạ. Không biết có phải nó bay về hướng này thật không nữa. Quạ, quạ. Có phải ta vừa nghe thấy tiếng quạ kêu không? Hướng này, hướng này. Rõ ràng ta vừa nghe thấy tiếng quạ kêu ở đây mà. À, ta tìm thấy rồi, đổi đời rồi. Chiếc vòng đâu rồi? Ê, trời ơi, bùng sình hôi thối quá. Rõ ràng vừa rồi ta vừa nhìn thấy nó ở đây mà. Giờ mò tìm chẳng thấy đâu. Chắc ta mệt quá nên hoa mắt nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được, kìa, đúng là chiếc vòng nam ngọc. Ta không hề hoa mắt, chắc chắn ta đã thấy chiếc vòng ở khu vực này, chỉ ở đâu đó dưới lòng hồ này thôi, phải tìm cho thật kỹ mới được. Này, cậu làm gì giữa hồ thế? Không được, không thể để ông giải biết chiếc vòng quý nó đang ở đây được, nếu không ta sẽ bị lão già đòi chia phần mất. Trời nắng nóng quá, tôi xuống tắm. Cái hồ bùng sình hôi thối, tắm làm sao mà được. Mà trời nắng nóng như vậy, cậu cẩn thận, không bị cảm đấy. Không phải việc của lão. Này cậu, cậu đang tìm chiếc vòng hả? Thôi chết, ông lão đã thấy chiếc vòng rồi, ta phải nhanh tay hơn. Chỗ này bùng lún sâu quá. Thôi chết, ta bị chuột rút rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi bị chuột rút rồi. Cháu cảm ơn ông, không có ông chắc cháu mất mạng rồi. Cậu bị chiếc vòng quý làm cho mờ mắt mất rồi. Nãy giờ ta định nói cho cậu là nó ở trên cành cây kia, nhưng cậu cứ mãi miết lặn xuống nước, không nghe ta nói. Quá, quá. Hả? Chiếc vòng, mất rồi. Này, cậu trai trẻ, cậu đã bị lòng tham làm cho mù quáng, đến nỗi sẵn sàng lao vào sình bùng hôi thối, đến nỗi suýt mất cả tính mạng. Nhưng suốt cuộc cái mà cậu đang theo đuổi chỉ là cái bóng dưới lòng hồ mà thôi, và cậu vẫn còn tiếc chiếc vòng đó hả? Cháu... Thay vì chạy theo một chiếc vòng mà cậu chẳng biết nó ở đâu, sao không dành thời gian đó mà chăm chỉ làm ăn? Những của cải tự tay mình làm ra không phải có giá trị bền chắc hơn sao? Vâng,
Cảm ơn ông đã giúp cháu nhận ra được nhiều điều. Cháu sẽ nhớ mãi bài học này ạ. Mình ơi, tôi về rồi đây. Thế nào, đã tìm được chiếc vòng đổi đời của ông chưa? Chiếc vòng thì tôi không tìm được, nhưng đời tôi sẽ thay đổi. Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ làm ăn, không để mình vương chải một mình nữa đâu. Tham lam lười nhác thì có ngày chết thật đấy mình ạ. À, sao hôm nay tự nhiên mình lại hiểu chuyện thế? Nhưng mình thay đổi vậy là tôi mừng lắm rồi. Chai nước của cô gái câm. Cả buổi sáng chưa được dòng khách nào, hôm nay xui quá. Đây đây, tôi tới ngay đây. À, cô đi đâu tôi chở? Trung tâm giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật. Cháu muốn đến đây, cháu công tác ở đây hả? Vậy thì lên xe bắt chở đi. Xin lỗi cháu, tự dưng bác thấy chóng mặt quá. Bác không sao, thi thoảng vẫn bị thế này, nghỉ tí là đỡ ngay thôi, cháu đừng có sợ. Mua gì cô gái? Mua một chai nước lọc này hả? Con bé này bị câm thì phải, để xem có biết đổi gì không. Nè, tiền thối nè. Nhìn vậy mà cũng gớm phết, còn định đòi nốt mấy đồng nữa chứ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu. Nè bà, hình như tôi thấy ông Nam nhà bà đang ngồi bên gốc cây đằng kia hay sao đó. Ồ thật hả? Thôi chết, hay lại cái bệnh tiền đình. Hôm nay nắng nóng thế này. Ông ơi, ông có sao không? Cô là... Không, tôi không sao, bà đừng lo. May có cô đây mua cho chai nước, uống xong cũng đỡ rồi. Tôi xin lỗi. Đàn cừu thông minh. Cha cha, bọn cừu non nhìn ngon quá. Mình thì đang đói mòn đây. Cái gì thế? Sói kìa, cẩn thận, mau chạy lên phía đồi cao đi. Miếng ăn dần đến tận miệng rồi mà anh phá hỏng hết đấy. Anh có biết tôi phải ngồi rình từ sáng đến giờ không? Đúng là lão gấu lẩm cẩm. Xin lỗi, tôi đâu có biết anh đang rình bọn chúng. Mà có tôi đây, sao anh không gọi giúp sức? Hai cái đầu cùng suy nghĩ, không hơn một cái đầu à. Cả một đàn cừu thế kia cơ mà. Anh sợ gì thiệt thôi. Anh nói chí phải. Vậy ngày mai, chúng ta cùng qua đây mai phục săn mồi. Được, được, hẹn ngày mai nhé. Mọi người chớ tách đàn, cần đi sát vào nhau. Vâng ạ. Tới nhanh nào, tình yêu tới nhanh nào. Các anh đang đói bụng lắm đây. Hai cái lão này đang định âm mưu gì đây? Phải hù cho chúng một trận mới được. Đứng lại! Đứa nào hỗn láo thế hả? Bọn tao đang rình mồi, mày lại đến phá đám. Hỏng hết cả việc lớn rồi. Trời ơi, tức ơi là tức.
Ây da, tao xin lỗi. Tưởng chúng mày đang thì thầm bàn tán âm mưu gì. Biết trước chúng mày rình đám cừu non này thì tao đã vào giúp sức. Biết trước cái con khỉ. Thôi, cơm không ăn, gạo còn đó. Bọn cừu non này sớm muộn gì cũng vào bụng anh em mình. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thì cái bọn cừu này mới mau vào bụng. Mà bọn mày ngốc lắm, có nhiều người thì phải chia nhau ra mà mai phục. Sao lại túm tụm cả bọn ở đây? Bị phát hiện thì lộ cả bọn, có phải phí công không? Ừ, đúng rồi, anh Cáo nói chí phải. Mai, mỗi đứa canh một góc, dồn chúng vào giữa. Rồi ta tha hồ mà chọn những con ngon nhất. Tuyệt, kế hoạch đó có vẻ hay đấy. Thống nhất vậy nhé. Dạo này, mấy tên cáo, gấu, sói liên tục rình rập, quấy nhiễu chúng ta. Đàn cừu thiệt hại không nhỏ. Giờ để bảo toàn tính mạng, không xuống chân đồi nữa. Không xuống một ngày, hai ngày, chưa cả tuần không xuống gặm cỏ thì chúng tôi chết khô cả à. Đúng thế, chúng ta không xuống thì bọn ác ma đó vẫn lên đây tìm cơ mà. Chạy trời không khỏi nắng đâu ạ. À, bọn nó nói cũng có lý, mình phải tìm cách gì mới được. Được, ta đã có cách. Anh sói, anh gấu, anh cáo ơi, tôi có chuyện muốn bàn với các anh đây. Này, con cừu đầu đàn kia sao lại dẫn xác tới đây nhỉ? Hình như nó muốn nói gì đấy, cứ gặp nó xem sao. Tôi xuống đây là muốn mời một trong ba anh làm thủ lĩnh đàn cừu thay cho tôi ạ. À, tưởng chuyện gì, cái đó bọn tao làm được. Nhưng thủ lĩnh thì chỉ có một, mà ba anh nào cũng xứng đáng cả. Tôi khó nghĩ quá, không biết phải mời ai. Tất nhiên là tôi xứng đáng nhất chứ ai. Còn lâu, người có thể làm thủ lĩnh chính là ta mới đúng. Thủ lĩnh phải có đầu óc sáng suốt. Người như ta mới xứng đáng. Phải là tôi, là tao chứ. Tôi xứng đáng hơn. Thôi, thế các anh cứ bàn với nhau đi. Ngày 1, ngày 2, xin cho tôi biết. Được, ta đã có cách. Cứu tôi với! À, cứu tôi với! À, cứu tôi với! Cứu tôi với! Ngu thì chết, bảo gì cũng nghe. Nếu chúng mày thông minh một chút, ắt biết những chỗ ta bảo đến là có bẫy của con người đặt chứ. Từ nay chỉ còn ta làm thủ lĩnh của lũ cừu. Lũ cừu kia, giờ thì sói và gấu bị người bắt rồi, chỉ còn ta sẽ là thủ lĩnh của các ngươi. Hãy dâng sản vật, tự nguyện cống nạp mạng cho thủ lĩnh. Cáo ơi, khôn ngoan hại người cho lắm vào. Gấu, sói không còn, giờ một mình ngươi làm được gì? Cứu tôi với, cứu tôi với. Khôn ngoan hại người cho lắm vào, giờ một mình ngươi làm được gì? Vũ điệu của rừng. Cô rắn chúa ra rồi kìa. Trật tự xem cô ấy biểu diễn điệu múa đuôi nổi tiếng của mình. Hay quá, đẹp quá. Ôi, cô rắn múa đẹp quá. Cái đuôi của cô ấy mới uyển chuyển, thanh thoát làm sao. Đuôi thế mới là đuôi chứ. Ôi, cô ấy múa đẹp thật. Thân hình uyển chuyển, đặc biệt là cái đuôi trơn nhẵn. Sao mà tuyệt vời thế. À, mà sao chúng mình không cạo lông đuôi đi để có thể múa đẹp như cô rắn nhỉ? Ờ, phải đấy, phải có cái đuôi như của cô ấy mới được. Sóc ơi, nhìn mình này. Cậu làm gì với cái đuôi của cậu vậy? Sao lại cạo sạch lông trần trụi như vậy chứ? Cậu thật lỗi mốt. Cả khu rừng này đang có trào lưu cạo hết lông đuôi để có thể múa đuôi đẹp như cô rắn chúa. Cậu trông đuôi mình có thời thượng không? Từ giờ mình có thể múa với cái đuôi thời thượng này, nhất định mình sẽ múa hay như cô rắn. Cậu làm sao thời thượng được bằng mình? Các cậu nhìn xem, đuôi mình mới là đuôi thời thượng chứ. Cái đuôi của cậu làm sao dài và thon đẹp như của mình chứ? Của mình đẹp hơn. Của hai cậu đều không thời thượng bằng của mình. Mèo, cái đuôi của cậu...
đuôi của mình là đẹp và thời thượng nhất, mấy cậu làm sao có được như của mình chứ? Của mình mới là thời thượng, mình muốn đẹp nhất. Không, của mình. Của mình mới đẹp. Cái đuôi của mình đúng là lỗi mốt rồi. Cả thiên hạ đang thi nhau cạo lông đuôi, mình cũng phải làm ngay cho bằng bạn bằng bè mới được. Chắc là đau lắm, nhưng không sao, mình sẽ làm được. Mình sẽ có ngay một cái đuôi thật thời thượng. Sóc, em đang định làm gì vậy? Chị voi đấy à, em đang định cạo lông đuôi của mình đi, để có thể múa đẹp được như cô rắn. Các bạn lợn, khỉ, mèo đều cạo hết rồi chị ạ. Nhìn đuôi của họ thật hợp thời và mốt quá. Em không được làm vậy. Em có biết đuôi của em có tác dụng giữ thăng bằng. Em mà cạo hết lông thì rất nguy hiểm. Chị khuyên em không nên chạy theo mốt. Chị lo lắng quá rồi. Chị xem, mọi người đều làm thế cả mà có chuyện gì xảy ra đâu. Em cũng có thể làm được. Chị cứ để em. Em không nghe lời khuyên của chị. Sau này đừng có hối hận đấy. Ôi, chiếc đuôi mới của mình đẹp quá. Nhìn nó mới mô đen làm sao. Lẽ ra mình nên làm việc này từ lâu lắm rồi. Mình phải đi khoe khỉ, lợn và mèo mới được. Trong chiếc đuôi của mình, ăn đứt đuôi của bọn họ ấy chứ. Các cậu nhìn xem này. Hoan hô, Sóc cũng cạo đuôi rồi. Chuyện, các cậu nhìn đuôi mình đẹp không? Nhân đây, mình sẽ trổ tài múa một bài cho các cậu thưởng thức. Mình sẽ trèo lên cái cây kia, vừa bay vừa múa. Các cậu chú ý xem nhé. Mình bắt đầu múa này. Các cậu nhìn nha. Các cậu thấy đẹp chưa? Ôi, ôi, có chuyện gì thế này? Cứu, cứu mình với. Ôi da. Sóc có sao không? Sao lại vậy chứ? Mình chuyền cây từ lúc sinh ra tới giờ đã ngã bao giờ đâu. Sao hôm nay lại không giữ nổi thăng bằng trên cành cây vậy? Em Sóc có sao không? Chị đã nói rồi, đuôi em có tác dụng giữ thăng bằng, em không được cạo hết lông đi. Thế mà em có chịu nghe đâu, vậy mới ra nông nổi này. Em nhưng như vậy mới đẹp, mới thời thượng chứ chị voi, như cô rắn chúa ấy. Thời thượng cái gì chứ? Chị rắn chúa được tạo hóa sinh ra đã thanh mảnh, nhẵn nhụi như vậy, chứ chị ấy đâu phải làm điều dại dột như các em. Điều các em nên học theo chị ấy là biến những đặc điểm của mình thành sức mạnh, chứ không phải bằng mọi cách biến mình thành người khác như vậy. Hậu quả sẽ rất khôn lường. Và các em cũng nên nhớ, đuôi nào cũng có tác dụng của riêng nó. Đuôi của sóc thì giữ thăng bằng, khỉ thì giúp bám vào cây chắc hơn, của mèo thì đuổi ruồi, muỗi, dạy con tập vồ mồi. Giờ các em cạo trụi như vậy thì nó còn tác dụng gì nữa chứ? Dạ, chúng em biết rồi ạ. Chúng em sẽ nghe theo lời chị. Từ giờ sẽ không đua đòi, không cạo lông đuôi đi nữa. May mà lông đuôi còn có thể mọc lại được. Nếu không, cuộc sống này của em rồi sẽ ra sao? Nhớ lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Dạ, vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.